xót xa cảnh cô gái bất lực, gào khóc trong tuyệt vọng vì đám cháy nuốt trọn cả gia tài khi Tết đang cận kề. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ đoạn video ngắn khiến ai xem cũng không khỏi tiếc thay khi chỉ còn chưa đến 20 ngày nữa là Tết, nhưng cả một căn nhà bỗng nhiên trắng tay, chẳng còn gì ngoài hiện trường đầy khói và lửa. Được biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà, rồi sau đó lan sang những căn bên cạnh. Trong đó có một tiệm nail và một siêu thị mini chuyên bán đồ nội thất cùng đồ gia dụng với ước tính thiệt hại rất nhiều tỷ đồng. Sau khi đám cháy bùng phát, mọi người đã cùng nhau hô hoán và chạy thoát ra ngoài. Tuy nhiên, chứng kiến cảnh đám lửa nuốt trọn cả gia tài của mình khiến người trong cuộc phải bật khóc trong bất lực, đau đớn đến quằn quại vì cả cuộc đời xây dựng nên cơ nghiệp bỗng nhiên trở về con số không tròn trĩnh. Không những mất Tết mà còn mất rất nhiều. Bên dưới video, cộng đồng mạng đã chia sẻ sự đồng cảm với cô gái và những nạn nhân khác. Bao năm cố gắng nhưng lại trắng tay chỉ trong vòng vài chục phút ở trong những ngày cuối năm. Một số khác cũng để lại bình luận động viên gia chủ, bởi còn người là còn tất cả. Mất tiền bạc là mất ít, mất sức khỏe tính mạng mới là mất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.